Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hay nhất, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn lên cả nhà. Nạn nhân thảm kịch tàu hỏa Ấn Độ được bố cứu từ nhà xác. Bikram Malik được đưa đến nhà xác tạm thời sau tai nạn tàu hỏa ở Odisha. Song bố của anh không tin con đã chết và tìm kiếm khắp nơi để cứu Bikram. Bikram Malik, 24 tuổi, hành khách trên tàu Coromandel Express, được chuyển tới nhà xác và tuyên bố đã chết sau vụ tai nạn tàu hỏa ở Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ hôm 2 tháng 6. Trước đó, khi biết tin về vụ tai nạn, ông Helaram lập tức gọi cho con trai. Bikram còn sống nhưng rất đau đớn vì bị thương nặng. Helaram gọi tài xế xe cứu thương địa phương Balat Pandit và anh rể Dim Baddad. Họ cùng nhau di chuyển bằng xe cứu thương quãng đường 230 km từ Salima tới Balasore trong đêm. Họ tìm khắp các bệnh viện nhưng không thấy Bikram. Chúng tôi không bỏ cuộc, chúng tôi đi khắp nơi hỏi mọi người với hy vọng phải biết phải đi đâu tiếp theo để tìm Bikram. Một người nói với chúng tôi rằng sẽ không tìm thấy Bikram ở bệnh viện, nên chúng tôi tới trường trung học Bahanaga, nơi là nhà xác tạm thời giữ các thi thể. Chúng tôi không tin Bikram đã chết, nhưng vẫn ở đó, Dash kể lại. Dash cho biết thêm rằng gia đình họ không được tự ý xem các thi thể, nhưng bất ngờ phát hiện một bàn tay đang động đậy và đó chính là tay của Bikram. Gia đình lập tức đưa anh tới bệnh viện. Bikram bị thương nặng, nhưng sau khi phải qua 2 ca phẫu thuật, tình hình của anh đã ổn định dù vẫn hôn mê. Chuyên gia pháp y Sonadat nhận định Bikram đã gặp tình trạng tạm ngưng sự sống. Khi sức sống của một người giảm xuống mức cực thấp, các chức năng sinh học chậm lại hoặc ngừng hoạt động. Do lực lượng người bị thương quá lớn và yếu tố thời gian cấp bách, ngay cả các bác sĩ cũng không thể xem xét kỹ, đặc biệt là những nạn nhân trông như không còn sức sống. Giáo sư pháp y Đại học Y tế Bankura Samilani cho biết, các chuyên gia Ấn Độ cũng nói rằng những hoạt động cứu hộ trong thảm kịch tàu hỏa hôm 2 tháng 6 chủ yếu do những người không có chuyên môn y tế thực hiện, do đó người bị bất tỉnh hay không phản ứng có thể bị nhầm là đã chết. Tàu Coromandel Express tiến Salima, Chennai tối 2 tháng 6 đi sai vào ray phụ, đâm vào tàu chở hàng đang đổ. Các toa tàu của Coromandel Express bị lật, làm trật bánh một tàu cao tốc khác chạy ngược chiều vào thời điểm đó. Giới chức Ấn Độ nói rằng sai sót trong hệ thống phá liên động điện tử trên đường ray là nguyên nhân sự việc. Đây là thuật ngữ kỹ thuật chỉ hệ thống tín hiệu phức tạp được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của chúng trên đường ray. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ hôm 4 tháng 6 đã hoàn tất các hoạt động giải cứu. Giới chức ban đầu thông báo 288 người chết. Song chính quyền bang Odisha sau đó đã điều chỉnh con số xuống 275 do một số thi thể đã bị đếm nhầm thành 2 lần. Tin tiếp theo, Mỹ cảnh báo nguy cơ va chạm với lực lượng Trung Quốc. Nhà Trắng cho rằng những cuộc chạm mặt giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc gần đây có khả năng dẫn tới sự cố gây thương vong. Những động thái của quân đội Trung Quốc trên eo biển Đài Loan và Biển Đông gần đây cho thấy họ ngày càng quyết liệt, không có để xảy ra tính toán hoặc hành động sai lầm dẫn tới thương vong. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói hôm 5 tháng 6, quan chức Nhà Trắng đề cập tới vụ tiêm kích J-16 Trung Quốc hoặc trước mũi và khiến trên sát cơ RC-135 Mỹ rung rất mạnh khi hoạt động ở không phận quốc tế trên Biển Đông hôm 26 tháng 5, cũng như vụ tàu chiến Thai 512D của Bắc Kinh cắt mặt khu trục hạm USS Chun Hut di chuyển trên eo biển Đài Loan ngày 23 tháng 6. Ông Kirby mô tả những sự việc này là hoạt động tiếp cận gây mất an toàn và kém chuyên nghiệp do Trung Quốc tiến hành. Tôi rất muốn nghe Bắc Kinh lý giải về những gì họ đang làm. Các vụ chạm trán trên không và trên biển diễn ra thường xuyên. Chúng tôi cũng làm như vậy. Điểm khác biệt là Mỹ luôn hành động chuyên nghiệp, quan chức Nhà Trắng nói thêm. Hải quân Mỹ hôm 5 tháng 6 công bố video quay từ ban công bên cạnh đài chỉ huy tàu USS Chung Hoon cho thấy chiến hạm Trung Quốc di chuyển từ bên trái và cắt ngang đường di chuyển của tàu khu trục Mỹ. Thủy thủ đoàn USS Chung Hoon khi đó dường như đang phát thông điệp qua điện đàm, cảnh báo Trung Quốc không tìm cách hạn chế quyền tự do đi lại của tàu chiến Mỹ. Bộ phòng Mỹ cho biết khoảng cách gần nhất giữa hai chiến hạm trong sự việc là khoảng 140 mét. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định hành động của tàu chiến nước này là hoàn toàn hợp lý.
hợp pháp và an toàn. Quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng vì hàng loạt tranh cãi, từ vấn đề Đài Loan đến Biển Đông hay sự cố khí cầu hồi tháng 2. Giới chức Mỹ đang nỗ lực củng cố liên minh và quan hệ đối tác ở châu Á để chống lại các động thái ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh, song cũng có dấu hiệu cho thấy hai bên đang cố hạ nhiệt căng thẳng. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns hồi tháng trước thăm Trung Quốc. Theo quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, ông Burns đã nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì các kênh liên lạc tình báo mở khi gặp những người đồng cấp Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 6 phát biểu tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore đã hoan nghênh việc Trung Quốc từ chối tổ chức các cuộc đối thoại về quân sự. Theo ông, việc Bắc Kinh không muốn đối thoại để làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin tiếp theo, Mỹ-Trung lắng gần nhau tại Shangri-La. Gặp nhau tại đối thoại Shangri-La, hai quan chức Mỹ và Trung Quốc không thể giải quyết những bất đồng mà thậm chí cho thấy quan hệ lao dốc hơn. Đối thoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần qua được coi là cơ hội để các nước, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, trao đổi về quan ngại an ninh của nhau và tìm biện pháp cải thiện quan hệ khi căng thẳng không ngừng gia tăng trong năm qua. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra tại các phát biểu chỉ trích nhau giữa lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Trung Quốc khiến thế đối đầu càng thêm căng thẳng. Trước khi đối thoại Shangri-La diễn ra, các điểm nóng đã bùng lên khắp khu vực. Cuối tháng 5, một tiêm kích Trung Quốc bị tố có hành động hung hăng không cần thiết khi áp sát và tạc đầu máy bay trinh sát Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Cuối tuần qua, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh nối lại kênh đối thoại quốc phòng với Washington, một tàu chiến Trung Quốc đã chạy cắt mặt suýt va chạm với khu trục hầm Mỹ khi di chuyển qua eo biển Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã không tổ chức bất kỳ cuộc gặp riêng nào bên lề đối thoại Shangri-La. Ngoài là một cái bắt tay và chào hỏi chấp nhoáng trước bữa tối ngày 2 tháng 6, căng thẳng giữa hai nước đã làm lu mờ các cuộc thảo luận. Một cái bắt tay thân mật trong buổi tối không thể thay thế cho cam kết thực chất, ông Austin cười nhận ngày 3 tháng 6. Trong phát biểu tối 2 tháng 6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói ông lo ngại đối thoại Mỹ-Trung đổ vỡ có thể đi ra phản ứng dây chuyền, gây hậu quả tồi tệ cho thế giới. Tướng Yoshihide Yoshida, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cảnh báo cộng đồng quốc tế đang ở thời điểm bước ngoặt với móng ba chiến tranh rùng rợn châu Á. Hôm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đề cập đến nguy cơ thảm họa đang đến gần. Trong các bài phát biểu riêng, ông Austin và ông Lý đều nhấn mạnh mong muốn tránh xa xung đột và thúc đẩy ổn định. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra những thông điệp nắng ngân nhau. Ông Lord Austin nói, chúng tôi không muốn xung đột hay đối đầu, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước trước những hành động bắt nạt hay gây sức ép. Trong khi đó, ông Lý phàn nàn về tham vọng báo quyền của một cường quốc mà ông không nêu tên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Washington cố tạo ra một NATO mới bởi châu Á thông qua quan hệ đối tác sâu sắc với một số cường quốc khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo những nỗ lực thiết lập các liên minh giống NATO sẽ đẩy châu Á vào vòng xoáy tranh chấp và xung đột. Đề cập tới Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích chính quyền hòn đảo, kích động các hoạt động ly khai và tuyên bố Đài Loan chắc chắn sẽ trở về với đại lục. Bình luận về sự cố tàu chiến xích va chạm ở biển Đài Loan, ông Lý nói việc các tàu hải quân Mỹ và đồng minh thực hiện hải trình qua tuyến đường biển chiến lược này không phải là đi qua vô hại và hành động gây căng thẳng. Đi qua đó có lợi gì? Người Trung Quốc chúng tôi thường nói rằng đừng chọn mũi vào chuyện của người khác, ông Lý nói. Bản tin thứ tư, người đàn ông nấc suốt 68 năm. Một tai nạn khiến Charles Osborne mắc chứng nấc cục khó chữa. Ông phải chịu đựng nó gần 7 thập kỷ, từ năm 1922 đến năm 1990. Charles Osborne sinh năm 1893 tại Iowa, trung tâm Mỹ. Quãng đời tuổi trẻ của chàng nông dân diễn ra khá êm đẹp cho đến năm 1922. Những con lợn nấc cục tìm đến ông khi đang mổ lợn ở Unicorn, Nebraska. Tôi đang treo một con lợn nặng 160kg lên để chuẩn bị mổ thì bị ngã. Tôi không thấy cảm thấy gì cả. Osborne kể, sự cố khiến Osborne nấc lên từng đợt, nhưng không giống các con nấc cục thông thường sẽ biến mất sau vài phút. Osborne nấc không ngừng. Osborne tìm đến vô số bác sĩ, nhưng không ai giúp được ông chữa khỏi tình trạng bí ẩn. Nhiều năm trôi qua, Osborne có lúc tự hỏi không lẽ mình sẽ phải chịu đựng những cơn nấc cục mãi mãi ư? Ngày nay, các bác sĩ chỉ ra một số nguyên nhân gây nấc. Theo Trung tâm Học thuật Y tế Phi Chính phủ, Myelinit, đồ uống chứa gai, một bữa ăn quá no có thể gây ra tình trạng này. Nếu không khí khi nghe dịch cao su dễ dàng dẫn đến nấc cục và thậm chí tâm trạng phấn khích cũng sẽ khiến người ta nấc lên.
Tuy nhiên, không nguyên nhân nào kể trên đúng trong trường hợp của Osborne. Ca bệnh khó lý giải công đã khiến nhiều thế hệ bác sĩ bối rối. Vào năm 1980, bác sĩ Tennessee Anthony nhận định rằng cú ngã của Osborne đã gây tổn thương não khi ông nứt cục không dứt. Bác sĩ nói rằng tôi bị vỡ một mạch máu trong não và có kích thước bằng chiếc đinh ghim. Osborne kể lại, Anthony giải thích nhiều khả năng cú ngã đã phá hủy một vòng nhỏ trong thân não có vai trò ức chế phản ứng nứt. Tuy nhiên, các bác sĩ ngày nay có lời giải thích khác. Chuyên gia phẫu thuật thần kinh Ali Safi chia rằng cú ngã đã gây ra chấn thương xương sườn làm hỏng cơ hoành của Osborne. Xong cổ suy đoán Osborne có thể đã bị đột quỵ. Một số cơn đột quỵ có thể gây ra những cung nứt cục dai dẳng. Osborne thử hàng chục phương pháp điều trị nhưng không thấy chấp nhận tiến hành một phẫu thuật có nguy cơ làm giảm khả năng thở. Không biện pháp y tế nào có hiệu quả, kể cả liệu pháp hormone thử nghiệm. Các mẹo chữa nứt cục cũng không thành công. Một người bạn thậm chí đã thử bắn súng phía sau lưng Osborne để khiến ông giật mình nhằm chữa cơn nứt nhưng vẫn thất bại. Nó khiến tôi sợ hãi nhưng tôi không đủ sức dọa được tôi. Ông ấy ưỡn ngực 3-4 lần một phút. Kevin Kokosvik, một người quen với Osborne, nhớ lại. Nếu nhìn bạn có thể biết ông ấy đang nứt nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Ông ấy nuốt nó lại, đôi cách mô tả chính xác nhất. Bất chấp tình trạng của mình, Osborne đã kết thúc hai hôn nhân hai lần, có 8 người con và thậm chí từng làm công việc người điều hành bán đấu giá. Từ 29 đến 96 tuổi, Osborne đã nhất khoảng 430 triệu lần. Vào tháng 6 năm 1990, cơn nứt cục đột ngột dừng lại. Khoảng một năm sau, Osborne qua đời. Những tháng cuối đời, ông đã không bị những cơn nứt hành hạ. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong hôm nay là chuyện về một kỷ lục của một người bạn bốn chân chúng ta đã được lập, như ở trên hình trên đây luôn nha cả nhà. Vì biết được người bạn bốn chân thân thuộc này của chúng ta lập được kỷ lục gì, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Con chó có lưỡi dài nhất thế giới, Trey, 3 tuổi, sống ở Louisiana, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là con chó có lưỡi dài nhất thế giới với chiều dài 12,7 cm. Vợ chồng Bill và Sadie William ở bang Louisiana nhận nuôi dâu con chó lai giữa giống Labrador và Berkshire từ 3 năm trước. Riêng ngày 5 tháng 6 cho 2 tháng 1 năm ngoái, ông và vợ đã gửi tài liệu về chiếc lưỡi dài của dâu cho tổ chức kỷ lục thế giới Guinness. Tới tháng 3, dâu đã được công nhận là con chó lưỡi dài nhất thế giới còn sống. Râu kể rằng hồi tháng 6 năm 2020, vợ chồng ông nhìn thấy có một người trên Facebook muốn tặng chó và hãy nhận nuôi sâu. Hai người nhanh chóng nhận ra lưỡi của con chó cái thè rỏi miệng dài thế nào, cho dù mới đến 5 từng tuổi. Khi sâu lớn lần lên và gặp gỡ nhiều người hơn, ai nhìn thấy nó cũng nói, ôi lưỡi nó dài thật đấy, Riêu nhớ lại. Ông từng đo thử lưỡi của sâu với một dao cắt bơ dài 11,43 cm. Khi đó, con dao dài hơn một chút. Cuối cùng có người ý cho Riêu rằng lưỡi của sâu có thể phá kỷ lục chiều dài. Ông trang web của Guinness phát hiện kỷ lục về con chó còn sống có lưỡi dài nhất bị bỏ trống sau khi Mochi, con chó ở Nam Dakota có lưỡi dài 18,58 cm, đã chết. Sadie và Riêu quyết định gửi hồ sơ tới Guinness. Họ đưa dâu tới bác sĩ thú y để đo lưỡi cho nó. Sau đó họ gửi video, ảnh chụp, lời cam kết của nhân chứng gửi tới Guinness. Hồi thứ hai, Guinness công nhận Bisbee, con chó của Tucson, bang Arizona, giữ kỷ lục mới với chiếc lưỡi dài 4,49 cm. Vợ chồng William tin rằng Joe sẽ đoạt đổi kỷ lục của Bisbee. Sau khi Guinness công nhận kỷ lục của Joe hồi tháng 3, hai vợ chồng chúc mừng bằng cách đến cửa hàng mua cho Joe một số đồ chơi. Con chó của những hoạt động ưa thích nhặt bóng, đuổi sóc, ngồi ô tô, bơi và lăn. Sadie và Joe đóng khung chứng nhận về Guinness đặt trên nồi sưởi, đặt cảnh tranh vẽ con sâu thè lưỡi. Ai đến chơi cũng trầm trồ, Riêu cho hay. Ai chứng nhận đó luôn trở thành chủ đề trò chuyện, không phải ai cũng được tận mắt nhìn thấy chứng nhận kiểu đó, thật thú vị. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.